mẫu nhà ống tân cổ điển 5 tầng, 4 x 11,19m có thang máy tại Hải Phòng. Thông tin công trình. Chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Trung. Địa chỉ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Diện tích 44,76m2, 4m x 11,19m. Công năng, tầng 1, tầng này dùng để bố trí khu kinh doanh. Tầng 2, 3, mỗi tầng bố trí một phòng ngủ VIP. Tầng 4, thiết kế phòng khách liền bếp. Tầng 5, bố trí kho, sân chơi và phòng thờ.